9 hủ tục làm đẹp kỳ dị và đáng sợ của phụ nữ trên khắp thế giới. Phụ nữ thì luôn muốn mình trở nên xinh đẹp hoàn hảo nhất trong mắt của đối phương. Tuy nhiên là ở mỗi nền văn hóa, mỗi đất nước và mỗi vùng miền khác nhau, lại có những tiêu chuẩn thẩm mỹ và cách làm đẹp cũng khác nhau. Cũng vì thế mà tồn tại rất nhiều hủ tục làm đẹp kinh dị nhằm đáp ứng chuẩn cái đẹp ấy. Liệu bây giờ một cô gái có hàm răng đen bóng tiếp cận, bạn hứng thú đáp lại cô ấy hay không? Nhưng mà vào thời các cụ của chúng ta, răng càng đen càng đẹp, càng dễ lấy được chồng. Ở Trung Quốc thì bó chân là một nét đẹp kỳ quái suốt cả nghìn năm. Người ta nói rằng cô gái nào mà không bó chân thì chẳng khác gì một con vượn người. Phụ nữ Indo thích đục răng nhọn hoắt. Ở Ethiopia thì đeo cả cái đĩa lên vành môi. Chà, video này sẽ khá là kỳ dị. Và nói chung là nhìn thôi thì cũng thấy đau rồi. Vì thế hãy hết sức là cẩn trọng khi đón xem. Nhuộm răng đen. Bạn có biết đây chính là một trong những hot trend làm đẹp đình đám và lâu đời nhất của người Việt Nam ta? Đúng vậy, nhuộm răng là tục cổ của dân tộc Việt, có từ tận thời Hùng Vương và tồn tại suốt mấy nghìn năm trong lịch sử văn hóa của người Việt, trở thành nét văn hóa đặc trưng để phân biệt bộ tộc người Việt với các sắc dân khác. Đây thì vốn là một phong tục cổ truyền không chỉ của cư dân người Việt mà còn tồn tại ở một số cộng đồng của dân tộc khác như là Thái, Mường, Giao. Tục nhuộm răng đen trước hết là do quan điểm thẩm mỹ, và chính cái lệ mà ăn trầu ấy là lý do trực tiếp của tục nhuộm răng. Bởi nhai trầu thường làm ố đen răng nên phải nhuộm thật đen bóng, đồng thời tạo được vẻ thẩm mỹ duyên dáng như hàm răng. Da trắng răng đen tạo nên sự tương phản cao và đầy nghệ thuật, đã thu hút bao hồn vía của các chàng trai năm ấy. Người con gái có dung nhan mà răng không đen nhánh thì nhan sắc cũng giảm nửa phần. Do vậy các cô gái cho rằng dù không ăn trầu thì vẫn cứ nhuộm răng đen. Thậm chí là việc nhuộm răng đen còn lan sang cả cánh đàn ông, nhưng mà số lượng ít hơn. Việc nhuộm răng này đã trở thành luật phổ biến trong dân chúng, trừ những đứa trẻ còn răng sữa. Ngoài ra thì đều phải nhuộm đen hết. Không ai có thể cưỡng lại quy luật trên. Những người không nhuộm răng thì không được đón nhận và không được ai cưới hỏi cả. Tuy nhiên là đến đầu thế kỷ 20, ở các thành thị lớn của Việt Nam, tục ăn trầu và nhuộm răng suy yếu. Dần ra theo thời gian, phong tục này cũng biến mất. Tục đục mũi, mũi càng to càng đẹp. Nếu như ngày nay càng có nhiều người phụ nữ sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu để đi nâng mũi cao vút và đầy thon gọn, nhọn hoắt như mấy anh chàng Tây mũi lõ, họ coi cái việc mũi cao thẳng như dọc dừa thì mới là sang trọng. Trong khi đó ở Ấn Độ lại có một bộ tộc đi ngược lại với toàn bộ xu hướng của thế giới. Apatani là bộ tộc sinh sống tại một ngôi làng nhỏ của thung lũng Zero, bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ. Theo truyền thống lâu đời của phụ nữ nơi đây, những ai đến tuổi trưởng thành sẽ đục hai lỗ ở cánh mũi rồi nhét đồng xu vào trong. Sau khi khoét, họ nhét miếng tre vào chiếc lỗ trên mũi. Theo thời gian, chúng sẽ được thay thế bằng miếng tre to hơn. Đến khi miếng tre trên mũi to bằng ngón tay cái thì sẽ được thay thế bằng miếng gỗ mây để tồn tại cho đến cuối đời. Tưởng tượng là cái việc nhét một cái gì đó vào mũi, nghĩ thôi thì cũng thấy đầy đau đớn rồi. Các bạn có công nhận hay không? Các trưởng lão trong tộc thậm chí còn quyết định nhan sắc của phụ nữ phụ thuộc kích thước đồng xu gắn trên lỗ mũi. Càng to thì cô gái càng được coi là đẹp. Được biết là phong tục kỳ lạ này ra đời như một cách để chống lại việc bị bắt cóc của những người đàn ông ở bộ lạc khác. Không dừng lại việc đục lỗ mũi, phụ nữ còn phải xăm lên mặt một đường dọc từ trán xuống cằm để khiến bản thân trở nên xấu xí hơn. Họ tin rằng kẻ cướp khi mà nhìn thấy khuôn mặt kém sắc như vậy thì sẽ tha phụ nữ của Apatani. Kể từ những năm 70, phong tục này đã chấm dứt. Tuy nhiên là những người phụ nữ lớn tuổi nơi đây vẫn giữ nguyên được nét đẹp độc đáo của bộ tộc. 7. Tục bó chân gót sen. Có lẽ là nhiều bạn đã từng nghe đến tục lệ đầy đau đớn này của những người phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Hủ tục này thịnh hành trong mọi tầng lớp của xã hội Trung Quốc và dần thành một tập tục đối với phái nữ. Đến nỗi vào đầu triều đại nhà Thanh, giữa thế kỷ thứ 17, mọi cô gái muốn kết hôn đều phải bó chân. Quá trình bó chân thường bắt đầu khi bé gái ở độ tuổi khoảng 4 đến 6, trước khi bàn chân phát triển hoàn thiện, và thường được thực hiện vào những tháng mùa đông, khi mà chân các bé sẽ tê đi vì lạnh. Bàn chân được ngâm trong hỗn hợp của loại thảo mộc và máu động vật để làm mềm, và móng chân được cắt càng ngắn càng tốt. Các ngón chân trên mỗi bàn chân co về phía sau rồi ép xuống dưới và ép chặt vào lòng bàn chân cho đến khi ngón chân cùng với vòm bàn chân sẽ bị gãy. Sau đó thì được cuốn băng kín quanh bàn chân, ép cả ngón chân bên dưới. Không giống nhiều hết các phương pháp khác, chỉ phải chịu đựng trong thời gian thực hiện thủ thuật. Cái việc bó chân dẫn đến sự đau đớn suốt cả đời cho tất cả mọi bé gái. Ước tính là có khoảng 2 đến 4 tỷ người phụ nữ Trung Quốc trong suốt hơn 1.000 năm qua đã phải chịu nỗi đau đớn của tục bó chân. Xương bàn chân của họ sẽ vẫn bị gãy trong nhiều năm và dễ bị gãy lại nhiều lần.
móng chân thường cắt sâu dẫn đến nhiễm trùng. Nhiều phụ nữ bị bó chân đã trở thành tàn tật lâu dài, phải chịu nỗi đau đớn suốt cả cuộc đời. Tập tục này thì vẫn còn được ưa chuộng vào đầu thế kỷ 20 và cuối cùng bị cấm vào năm 1911. Tuy nhiên là bó chân vẫn tiếp tục được tiếp diễn ở các vùng nông thôn của Trung Quốc cho đến tận khoảng năm 1939. Ngày nay thì những người phụ nữ Trung Quốc với đôi chân bị bó cuối cùng cũng đang dần biến mất. 6. Tục đục răng của phụ nữ Indonesia. Đúng là sở thích làm đẹp của phụ nữ trên thế giới thì thực sự rất là đa dạng. Nếu như phụ nữ Trung Quốc bó chặt đôi chân đến méo mó để đạt được đến cái đẹp, thì những người phụ nữ ở Indonesia có kiểu làm đẹp cũng không kém cạnh gì hết. Họ không ngại dùng những chiếc đinh nhọn trực tiếp đục vào răng để có thể cho ra đời những chiếc răng sắc nhọn như là hình tam giác vậy. Một pháp sư người địa phương sẽ mài chiếc đục thật là sắc để đục răng cho phụ nữ mà không hề có bất kỳ sự can thiệp nào của y học để làm giảm đau trong suốt quá trình. Những người phụ nữ nơi đây luôn tự tin nếu họ sở hữu một bộ răng sắc nhọn sẽ giúp nhan sắc của họ thăng hạng tột bậc và còn giúp họ nhai thức ăn dễ dàng hơn. Cả quá trình làm sắc răng khiến những người phụ nữ rất là đau đớn, nhưng mà không vì thế ngăn cản được cách họ làm điều này. Tuy nhiên, ngày nay thì cái tục này không phổ biến nữa. Với hàm răng như nanh chó sói thế này của các bà vợ thì đừng ông Indo nào chơi ngu mà đi chọc chó để bị cắn nha. Tục bó đầu kéo giãn hộp sọ. Bắt đầu từ thế kỷ 19, những người trong bộ tộc Manbetu coi một chiếc đầu với hộp sọ dài là biểu tượng quyền lực của giai cấp cầm quyền. Sau đó các bộ tộc khác cũng bắt chước theo tục này. Mặt khác họ còn xem Limpopo là một thước đo nhan sắc giữa dân tộc ở trong vùng. Phương thức bó đầu người của bộ tộc Manbetu thì khá là ghê rợn. Khi vừa chào đời, đầu của trẻ sơ sinh sẽ được buộc chặt bằng vải để thuận tiện trong việc kéo giãn hộp sọ. Tóc của các bé gái sẽ được tết sát ra đầu, sau đó cố định bằng một khung đàn. Các bé sẽ phải để như vậy đến suốt cả đời. Trong tín ngưỡng của người Manbetu, đầu càng dài càng chứng tỏ người đó thông thái, anh dũng và hơn cả là tăng cơ hội được giao tiếp với thần linh. Vì hủ tục này quá là ghê rợn và gây nguy hiểm đến tính mạng, nên vào khoảng năm 1950, chính phủ của Bỉ đã bãi bỏ Limpopo khi đang cai trị vùng đất này. Đây cũng là một dấu chấm hết đối với một truyền thống rất lâu đời ở châu Phi cổ đại. 4. Tục đeo đĩa lên vành môi. Người Suma, một bộ tộc sống tại miền nam của Ethiopia, lại có một cách làm đẹp vô cùng kỳ lạ, đeo đĩa ở môi dưới. Theo lệ này thì ban đầu, những người con gái cư dân bộ tộc sẽ căng môi bằng một chiếc đĩa nhỏ xíu thôi. Đầu tiên họ rạch ra một phần ở môi dưới và đeo vào đó một chốt bằng gỗ. Trong vài tuần sau đó, vết thương sẽ lành lại và cái chốt được thay thế bằng một cái to hơn. Quá trình nới rộng này cứ tiếp tục với những cái chốt lớn lớn dần lên. Khi mà cái lỗ ở môi dưới đã đủ rộng, cô gái sẽ phải đeo chiếc đĩa gỗ hay đất sét đầu tiên, có đường kính rơi vào khoảng 4cm. Trong vòng một năm đầu, nhiều chiếc đĩa to dần sẽ được thay thế vào và người phụ nữ được quyền quyết định họ muốn đeo chiếc đĩa rộng đến đâu. Thông thường chiếc đĩa có đường kính 10cm là đạt tiêu chuẩn của cái đẹp. Tuy nhiên là có những phụ nữ chơi trội đeo chiếc đĩa lớn với đường kính lên tới 20cm. Để làm được điều này thì họ không chỉ phải rạch môi mà còn phải tiến hành đập bớt những chiếc răng của mình để lấy chỗ cho cái đĩa. Những phụ nữ đã có chồng phải đeo đĩa khi phục vụ đồ ăn cho chồng và trong những nghi lễ quan trọng như đám cưới, các trận chiến đấu. Và khi người chồng mất, chiếc đĩa sẽ bị vứt đi. Chiếc lỗ trên môi người phụ nữ được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cả bộ tộc, sức khỏe của đàn gia súc hay số phận của con cái. Mặc dù rất đau đớn, nhưng mà những người phụ nữ này đều mong muốn được đeo đĩa, bởi họ coi đó là tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Người nào đeo được chiếc đĩa càng to thì càng đẹp, và nhà gái sẽ nhận được càng nhiều bò từ nhà trai khi kết hôn. Làm đẹp bằng đũa. Tại bộ tộc Yanomami ở Nam Mỹ, cuộc sống hàng ngày của người dân hầu như không khác mấy so với thời nguyên thủy. Để làm đẹp, trên cơ thể của họ được trang trí bằng những hình vẽ kỳ dị màu đen đỏ và cài thêm những chiếc lông ở trên đầu. Trong những dịp lễ quan trọng, người Yanomami sẽ dùng những chiếc đũa tre hay là que tre xuyên qua mũi, cằm hoặc má để tăng thêm sự thu hút và hấp dẫn. 2. Tục đeo thật nhiều vòng cổ của bộ lạc Kayan. Không giống như các cô gái trên thế giới chọn cho mình các bộ trang sức vàng, bạc hay các loại đá quý đắt giá, những cô gái Kayan sống chủ yếu ở bang Kaya, miền đông của Myanmar và một phần Thái Lan, lại tự làm đẹp mình theo cái truyền thống của bộ lạc, được lưu truyền rất là lâu trong văn hóa người Kayan. Theo tập tục, khi các bé gái lên 5, chúng bắt đầu phải đeo vòng cổ. Những chiếc vòng bằng đồng có thể nặng tới 10kg, lần lượt được đeo lên cổ những cô gái từ khi bé đến lúc trưởng thành.
mỗi năm trôi qua thì số lượng vòng cũng tăng. Chính sức nặng từ những chiếc vòng đã làm cho cơ xung quanh vùng xương đòn của cô gái bị biến dạng và làm cho cổ họ dài thêm ra. Vì vậy, phụ nữ bộ tộc Kayan thường được gọi là những người phụ nữ hươu cao cổ. Số lượng vòng cổ đeo nhiều nhất của phụ nữ nơi này là 37 chiếc. Một điều thú vị nữa là khi một phụ nữ phản bội chồng thì sẽ phải bắt buộc tháo bỏ chiếc vòng này coi như một sự trừng phạt. Vì vậy, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà nhiều phụ nữ Kayan không muốn tháo bỏ vòng cổ. Kéo dài dài tai. Tục lệ này cũng gần giống tục đeo nhiều vòng cổ và tục đeo đũa ở môi, nhưng khác ở vị trí bộ phận, đó thì là dài tai. Kéo dài dài tai được bộ lạc Dayak ở Indonesia coi là biểu tượng của vẻ đẹp. Phụ nữ bộ lạc Dayak làm đẹp bằng cách xỏ lỗ tai bằng những cái vòng vàng. Điều độc đáo là mỗi năm họ thêm một chiếc vòng vào dài tai của mình. Số lượng vòng tai trong mỗi dài biểu thị tuổi của họ. Theo quan niệm của bộ lạc, dài tai càng dài, số lượng vòng tai càng nhiều thì lại càng đẹp thêm. Và nếu mà phái nữ luôn có những câu chuyện kỳ lạ đầy thú vị thì kính mời anh em đón xem tiếp video. Dùng mình 7 mỹ nhân không tiếc tính mạng để làm đẹp đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.